Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin quan điểm trong luận văn tiến sĩ của Thích Chân Quang là đặc biệt nguy hiểm. Ngày 28 tháng 6, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt bình luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và những sản phẩm như Thích Chân Quang. Tác giả đề cập đến những việc Thượng tọa Thích Chân Quang đã trở thành tâm bão dư luận với hành trình trở thành tiến sĩ luật của ông, thế danh Vương Tấn Việt. Tác giả phân tích, ông Việt sinh năm 1959 đến năm 30 tuổi 1989 mới hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa cấp 3. 12 năm sau, 2001, lúc 42 tuổi, ông tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau đó, 16 năm, 2019, ông tốt nghiệp cử nhân ngành luật, hệ vừa học vừa làm. Thế nhưng, chỉ 10 tháng sau khi cầm văn bằng cử nhân luật, ông Việt được nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tháng 12 năm 2021 và chỉ trong vòng 24 tháng ông Việt hoàn tất bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Tác giả mỉa mai bởi con đường trở thành tiến sĩ luật chuyên ngành hiến pháp hành chính của ông Việt vừa ngắn ngủi vừa lạ thường nên ngày 25 tháng 6 Bộ Giáo dục Đào tạo đã gửi công văn yêu cầu Đại học Luật Hà Nội báo cáo. Tuy nhiên, chuyện không chỉ có thế, bài bình luận trên blog Trân Văn VOA. Tác giả nhận xét, tuy là tu sĩ nhưng dường như ông Việt đặc biệt ham thích chuyện tự tô vẽ cho chính ông. Đó cũng là lý do công chúng có thể vào YouTube xem ông Việt trình bày luận án tiến sĩ của ông về nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Luận án đã bị nhiều người, nhiều giới ở cả trong và ngoài nước chỉ trích. Tác giả dẫn phản biện của ông Nguyễn Quốc Tấn Trung, nghiên cứu sinh, tiến sĩ chuyên ngành công pháp tại Đại học Victoria ở Canada. Ông Trung nêu ra nhiều điểm không chỉ đáng chú ý mà còn đáng lo đối với quan điểm của ông Việt, người cho rằng thế giới đang chệch hướng vì hiểu sai về nhân quyền. Trong khi ông Việt nhấn mạnh quyền phải đi kèm với nghĩa vụ, thậm chí phải thực hiện chu toàn các nghĩa vụ trước khi thụ hưởng các quyền, thì ông Trung giải thích và chứng minh loại quan niệm này ngược chiều với văn minh nhân loại. Ông Trung lưu ý, sở dĩ cộng đồng quốc tế xác định nhân quyền phải là các quyền căn bản, vô điều kiện, không thể tách rời cá nhân và phổ quát, vì nhân loại đã từng trả giá rất đắt khi để một số nhà nước đính kèm nghĩa vụ vào các quyền này. Chẳng hạn, nhờ việc công nhận quyền dân tộc tự quyết mà các dân tộc đang bị đô hộ có quyền tranh đấu đòi lại sự độc lập. Tương tự là quyền bình đẳng giới tính, phụ nữ hoặc những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba chẳng cần hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào để được bình đẳng với nam giới. Hình ảnh Thượng tọa Thích Chân Quang. Ông Trung nói thêm, ngay cả khi một cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực chung, thì không bị tra tấn, không bị đối xử phi nhân tính, vẫn là quyền đương nhiên không thể tách rời khỏi cá nhân đó và cơ quan công quyền phải tôn trọng quyền này. Đó chính là một loại hàng rào ngăn chặn lạm quyền gây ra oan sai. Ông Trung cho rằng nỗ lực xem nghĩa vụ là điều kiện, khoác điều kiện lên những quyền đã được hệ thống luật pháp quốc tế và nhân quyền ghi nhận là đặc biệt nguy hiểm và đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến diễn ngôn chính trị. Tác giả kết luận, khi hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Đại học Luật Hà Nội với 7 giáo sư tiến sĩ hoặc phó giáo sư tiến sĩ cùng nhất trí với quan niệm của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, thậm chí còn cho rằng quan niệm của ông Việt là cơ sở để rút ra nhận định có giá trị để đưa ra các đề xuất hoàn thiện luật pháp và nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam và mở một hướng nghiên cứu mới, hướng tiếp cận liên ngành để nghiên cứu về nghĩa vụ con người một cách toàn diện. Thì điều đó có khác gì hội đồng này vừa tuyên chiến với giới luật gia thuộc phần còn lại của thế giới, vừa gián tiếp thay nhà nước Việt Nam khai chiến trong cuộc chiến nhận thức lại về nhân quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Quan điểm trong luận văn tiến sĩ của Thích Chân Quang là đặc biệt nguy hiểm. Nếu không duy trì đủ lâu, VinFast sẽ phá sản. Ngày 27 tháng 6, VOA tiếng Việt bình luận giữa cạnh tranh khốc liệt toàn cầu, VinFast tiếp tục đặt cược vào giấc mơ xe điện. VOA nhắc lại việc sau màn ra mắt rầm rộ của VinFast ở Mỹ vào tháng 8 năm 2023, thì VinFast đã không bán được xe như kỳ vọng tại thị trường Mỹ. Trong lúc báo lỗ hàng tỷ đô la, công ty này cũng vấp phải các vụ kiện tại Mỹ liên quan đến xe điện của họ. Sau khi nhận thấy thị trường Mỹ là một thị trường khó chinh phục, VinFast lại đặt hy vọng vào mẫu xe SUV Mini VF3 của họ sẽ giành được thiện cảm của người tiêu dùng tại thị trường châu Á và Việt Nam. VOA cũng dẫn lời bà Dương Thị Thu Trang,
Tổng giám đốc VinFast thị trường Việt Nam cho biết, khi VinFast chào bán VF3 rằng hãng sẽ mong phát triển thành thương hiệu Việt Nam đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Tuy nhiên, VOA liệt kê hàng loạt khó khăn mà VinFast đang gặp phải như giá cổ phiếu tụt xuống dưới 4 đô la từ mức cao nhất là 82,35 đô la. Việc xây nhà máy ở North Carolina đang chậm trễ, phải đối mặt với những rắc rối pháp lý về vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng ở California, cáo buộc vi phạm bằng sáng chế và cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. Xe bán được ở Mỹ chưa tới 1.000 chiếc vào năm 2023. Phần lớn xe bán trong nước là được hãng taxi xanh SM thuộc sở hữu của ông Vượng mua, không đạt mục tiêu bán xe cả năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Lỗ ròng 2,39 tỷ USD vào năm 2023, tổng dư nợ cả ngắn hạn và dài hạn đều tăng, phải bán Vincom Retail để trả nợ. Theo VOA, ngay từ khi bắt đầu sản xuất xe vào năm 2019, VinFast đã cho ra mắt những loại xe đắt tiền. VOA dẫn lời ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast, khi trả lời một hãng tin quốc tế đã nói rằng mục tiêu của VinFast không phải là thương hiệu rẻ tiền, mà là thương hiệu hợp túi tiền, cũng như làm ra những chiếc xe tốt với giá cả phù hợp. Tại cuộc họp cổ đông hồi tháng 4, ông Vượng tái khẳng định mục tiêu VinFast không chỉ là dự án kinh doanh mà còn là dự án trách nhiệm xã hội, và rằng VinFast không chỉ muốn sản xuất được xe mà còn muốn vào top đầu thế giới. Nhưng VOA dẫn nhận xét của một hãng tin quốc tế cho rằng ngành công nghiệp xe điện có rất nhiều ví dụ về các tỷ phú đã cố gắng và đã thất bại. Hình ảnh taxi xanh SM tràn ngập thị trường Việt Nam. Tập đoàn xe điện Trung Quốc Evergrande New Energy Vehicle Group do tỷ phú Hứa Gia Ấn làm chủ tịch là một ví dụ, từng có giá trị hơn Ford và GM. Tập đoàn Trung Quốc đã gặp khó khăn kể từ khi công ty mẹ bị cuốn vào cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc vào năm 2021, với tổng số nợ đang phải gánh là hơn 300 tỷ USD. VOA dẫn lời nhà phân tích Ken Fung cho biết VinFast đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro do sự cạnh tranh ở Mỹ khi hãng xe điện là một công ty mới gia nhập vào ngành này. Họ sẽ cần phải xây dựng thương hiệu của mình và phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Ông Fung nói, nó sẽ không dễ dàng ở Mỹ và phải ngốn thời gian và tiền bạc. VOA cho biết, ngay tại châu Á, VinFast cũng phải đối mặt với nhiều cạnh tranh, đặc biệt là từ nhà sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc, vốn đã đạt được quy mô đủ lớn để sản xuất tiết kiệm chi phí và đang nhanh chóng mở rộng ở Đông Nam Á. VOA dẫn nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng sự gần như độc quyền của VinFast về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam với các trạm sạc nằm rải rác trên cả nước, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở các tỉnh miền núi xa xôi, cùng với tâm lý không tin tưởng sản phẩm Trung Quốc của người tiêu dùng Việt cũng như tinh thần dân tộc chủ nghĩa, có thể mang lại lợi thế ban đầu cho VinFast. Tuy nhiên, VinFast phải chạy đua với thời gian. Theo tiến sĩ Hiệp, nếu họ không thể duy trì đủ lâu, họ có thể phá sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nếu không duy trì đủ lâu, VinFast sẽ phá sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d